Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, dạ thưa thầy, trước khi bắt đầu dạ cho có hai câu hỏi ạ. Dạ, chị hỏi gì ạ? Dạ, thưa thầy, tôi chào có một cái câu hỏi là trong cái lộ ý môn nối đuôi mà trong lộ nhãn môn á thầy, là mình có thường là có bốn lộ, là lộ biết cảnh quá khứ, lộ phân định đối tượng là một tổng thể, rồi lộ phân định được hình dạng, lộ phân định được tên gọi. Như vậy có khi nào mà cái lộ thứ hai nó không có sanh lên không thầy? Là có cái lộ mà ý môn nối đuôi mà trong lộ nhãn môn mà chỉ có ba lộ thôi, không có cái lộ thứ hai á. Okay. Cái câu trước của chị là nó có, sao mình biết là cái lộ sau cái lộ nhãn môn nó có ba lộ sanh lên theo sau đúng không ạ? Dạ, có khi nào tức là mình biết là có bốn lộ, thường thường là coi như là phải có bốn lộ, nhưng mà có khi nào mà trong cái trường hợp nào mà cái lộ thứ hai không cần phải sanh lên mà mình vẫn có thể coi như là có trong một có một cái trường hợp nào mà mình không cần cái lộ thứ hai sanh lên không ạ? Tức là chị nói bây giờ bốn lộ mình đặt tên là 1, 2, 3, 4 mà nó sẽ không Dạ. có lộ ai đúng không ạ? Dạ dạ. Dạ, thì nói theo lý thuyết thì dĩ nhiên nó có thể xảy ra. Tức là nếu như cái cảnh sắc đó nó không có phức tạp, nếu như cái cảnh sắc nó rất là đơn thuần, nó đơn thuần tới mức độ mà nó chỉ cần có một cái lộ ý môn cảnh quá khứ bắt nó là xong, là coi như nó bắt toàn bộ, nó không có những chi tiết khác nhau. Thì bởi vì là nếu như một cái cảnh sắc đó nó quá chi tiết thì nó có cần nhiều, bởi vì hồi trước mình có nói một lần rồi thì phải là cái trình tự của nó, ví dụ mình nói cái lộ, ví dụ cái lộ lộ nhãn môn á, mình đặt tên nó là số 0, rồi cái lộ bắt cảnh quá khứ là lộ số 1, rồi cái lộ mà bắt toàn bộ cái đối tượng như là một tổng thể là số 2. Thì hồi nhớ trước có ghi cái trình tự của nó sẽ là 0101010101, sau đó khi nó toàn bộ hết rồi nó sẽ có lộ thứ hai sanh lên. Tức là đối nếu như cảnh đó nó rất là chi tiết thì nó phải là như vậy, tức là cảnh nhãn lộ nhãn môn sanh lên, sau đó là cái lộ ý môn nó bắt cảnh quá khứ đó, rồi tiếp tục cái lộ nhãn môn khác sanh lên, có một cái lộ ý môn khác nó bắt cảnh quá khứ đó, nó bắt toàn bộ như vậy, khi đầy đủ toàn bộ những cái chi tiết cái cảnh đó xong rồi thì khi đó cái lộ thứ hai nó sẽ sanh lên, nó bắt toàn bộ cái đó thành cái tổng thể. Mà theo thì theo như câu hỏi của chị, nếu như cái cảnh đó trên lý thuyết thì cái cảnh đó rất là đơn thuần, nó đơn thuần tới mức độ mà chỉ cần có một cái lộ ý môn quá khứ sanh lên nó bắt được toàn bộ thì dĩ nhiên nó không cần cái lộ thứ hai nữa. Còn mà trong thực tế thì hiếm khi mà mình có được cái cảnh mà rất là đơn giản tới mức độ như vậy. Dạ, thưa thầy, nếu mà nói mình thấy cái cục bi thì sao thưa thầy? Nó cũng chỉ là cục tròn vậy thôi, mình đâu có cần nhìn kỹ ra thưa thầy. Dạ, thì không. Có một cái chú có viết một cái bài giống như là một cái paper viết phân tích về lộ ý môn này nè. Ông mới chia nhỏ ra, ông nói ví dụ ông lấy một cái bức hình, xong đó ông mới chia nhỏ cái bức hình đó là lần tư. Ông nói là khi mà nó bắt á, nó sẽ bắt là từng cái phần một của nó. Thì ông cũng gửi email thì ông nói ông cũng có theo dõi mấy cái bài học của mình đó. Thì ông nói sao nó giống như ông suy nghĩ như vậy. Thì tùy theo trường hợp, nếu như chị nghĩ cái hoàng bi nó đơn giản tới mức độ như vậy thì dĩ nhiên thì nó có thể là trường hợp đó. Còn đối với những người mà người ta đi sâu và người ta phân tích kỹ và người ta nói tuy rằng nó là hoàng bi nhưng ai biết được nó là trong đó nó có thể là, nếu như một người nhìn tinh vi người ta nhìn, người ta có thể có những cái dấu vết gì trong đó của nó nữa. Có thể là nhiều lộ nhãn môn nên là nó bắt từng chút nhỏ trong đó nữa.
Thì như mình học cái này là mình học theo 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 những gì mà những vị Đức Phật dạy lại, rồi xong những vị tiền bối người ta truyền lại như vậy. Còn mà nói mà thật sự nó xảy ra như thế nào thì thật sự chỉ có mình Đức Phật biết thôi, bởi vì nó xảy ra rất là nhanh, mình không thể biết được, khó mà biết được lắm. Rồi rồi chị con sẽ nói câu thứ hai là cái gì ạ? Dạ, câu Dạ, thứ hai thì cho mình hỏi tiếp cái câu số 1 đi. Như vậy thì cái lô số 2 như thầy nói không sanh lên thì như vậy có thể lô 3 và lô thứ 3 và lô thứ 4 vẫn có thể sanh lên phải không thầy? Dạ đúng đúng cái luật thứ hai nó chỉ với cái mục đích luật thứ hai là để nó bắt toàn bộ tổng thể của cái cảnh vật phức tạp đó, sắc phức tạp đó, sau đó rồi thì dĩ nhiên cái luật thứ ba và luật thứ tư sanh lên. Thì cái luật thứ ba sanh lên chỉ khi nào người đó đã biết được cái hình dáng ý nghĩa của cái đó là cái gì. Bởi ví dụ như mình lấy cái ví dụ như vậy là hòn bi đi, thì khi mình nhìn vào á thì xong đó rồi, hai luật nó bắt toàn bộ cái hòn bi đó xong rồi, thì cái luật thứ ba sẽ sanh lên, nó biết cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa là cái đó là cái hòn bi, nhưng mà cái tên gọi hòn bi nó chưa xuất hiện, cái tên gọi hòn bi nó sẽ là cái luật thứ tư. Còn nếu như có thể mình nói như một đứa trẻ đi, nó chưa biết cái hòn bi là cái gì hết trơn á, chưa có thể, bởi vì nó chưa có từng trải nghiệm, nó chưa thấy hòn bi lần nào, thì dĩ nhiên cái luật thứ ba nó sẽ không có sanh lên, và dĩ nhiên từ đó cái luật thứ tư cũng không có sanh lên. Trình tự của nó là như vậy. Bởi vì cái luật thứ ba và luật thứ tư á, là nó bắt cảnh chế định, mà cảnh chế định là phải tùy thuộc, phải dựa vào kinh nghiệm quá khứ mình đã từng trải qua rồi, bởi vì chế định chẳng qua là những cái thế gian đặt định ra, mình từ nhỏ mình lớn lên mình học thành đó, mình học theo cái thế gian người ta nói cái này là cái gì cái gì cái gì cái gì đó, từ đó mình mới mới biết được những cái đó, nó thành cái kinh nghiệm mình, thì lúc đó những cái lỗi thứ ba thứ tư nó mới sanh lên được. Nó chỉ rõ chưa? Dạ, cảm ơn thầy. Xin lỗi nhiều vấn ạ. Rồi chị nói câu tiếp theo là gì? Như câu tiếp theo của chị là có liên quan với thứ ba thứ tư gì Dạ, nó là cũng có gì? Dạ, tại vì lần trước trong bài giảng thầy có nói là trong cái lộ nối đuôi, cái lộ ý môn nối đuôi thì ít nhất là mình phải có cái lộ thứ nhất. Phải không ạ? đúng Ít nhất. đúng đúng sau cái lộ ngũ môn, sau cái lộ nhãn môn bắt buộc phải có cái lộ thứ nhất, tức là cái lộ bắt cảnh quá khứ, luôn luôn nó phải sanh lên, cái lộ đó lúc nào cũng phải sanh lên. Rồi tùy theo cái tính phức tạp của cái cảnh thì cái lộ thứ hai nó sẽ sanh lên, tức là mình bắt nhiều chi tiết xong mình bắt toàn bộ cái tổng thể của cái đó là cái lộ thứ hai, rồi sau đó lộ thứ ba thứ tư sanh lên là tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của mình. Dạ, như vậy cái cảnh mà rõ ràng hay cảnh mờ nhạt thì không có ảnh, không có phải là quyết định là lộ nào sẽ xâm lên phải không ạ? Không, tác giả không không nó không có liên quan tới cái này là cảnh mờ nhạt, thì có thể là nó sẽ phức tạp một chút xíu, có thể có những cái lỗ nó suy nghĩ được, thì cái đó là cái gì thì đó nó phức tạp hơn. Dạ, vậy cảm ơn thầy. Dạ, như vậy câu dạ. Đó là câu hỏi của thầy, của trò. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi bây giờ trước khi nói cho mình quên, lát nữa xong là cuối lớp học quên. Bắt đầu từ tuần sau á, lớp của mình là dời lại trễ hơn nửa tiếng nha. Không nói mọi người. Và ví dụ như bây giờ ở bên Cali là mình bắt đầu từ 5:30, thì tuần sau mình sẽ bắt đầu từ 6:00. Nhắc cho mọi người biết dời lại trễ hơn nửa tiếng. Rồi, ok, xong rồi bây giờ bắt đầu mình qua cái phần tiếp theo. Hôm trước thì mình đang học về là lộ lộ đắc đắc thiền, lộ đắc thiền rồi mình có trình bày, mình đang phân tích là cái phần mà lộ thiền thanh sanh, lộ lộ thiền nào sanh lên cho người nào đó, thì mình đang trình bày hai cái quan điểm đó. Thì cái quan điểm tuần vừa rồi mình có là cái quan điểm là không phải là nói cái quan điểm mà, bởi vì những cái chi tiết này á phân tích dựa trên cái quan điểm đó, tức là cái quan điểm cho rằng á, là một vị phạm thiên ở một cõi cố định nào đó, thì sau khi tức là sau khi một người ví dụ mà nó một người ở cõi dục giới thì người ta tu thiền, người ta sanh về cõi phạm thiên nào đó, người ta đắc thiền ở dưới này, thì khi người ta chết đi là cái tâm quả
cái quả, cái tâm quả của cái tâm thiền người ta đạt được đó đó, để làm cái tâm độc sinh thì người ta sanh về cõi đó. Thì theo cái quan điểm đầu tiên thì nói á, là cái người đó mà người ta sanh về cái cõi phạm thiên, người ta làm phạm thiên đó, thì bởi vì là người ta là cư dân của cái cõi đó, thì cái giống như bởi vì là cư dân của cõi đó cho nên người ta vẫn còn có khả năng nhập vào cái thiền đó trở lại. Cho nên chính vì đó cho nên người ta không cần tu thiền lại nữa. Người ta không có cần tu cái tầng thiền mà người ta đang ở trong cái cõi đó nữa. Cho nên từ đó mình mới thấy những cái phân tích này với những cái lỗ đắc thiền đó, nó sẽ không sanh lên, ví dụ lỗ đắc sơ thiền nó sẽ không sanh lên cho cái người, cho cái vị phạm thiền trong cõi sơ thiền. Đó là bởi vì như vậy. Bởi vì theo cái quan điểm này nó là vị đó đã có rồi, vị đó không có cần tu lại nữa. Còn cái quan điểm thứ hai á, cái quan điểm cho rằng á, là tuy rằng vị đó sanh về cõi đó rồi, nhưng khi sanh lên đó rồi là vị đó mất thiền đó, không có khả năng nhập vào thiền đó được nữa. Cho nên muốn nhập vào thiền đó lại thì vị đó phải tu để đắc cái thiền đó lại. Thì nếu như theo cái quan điểm đó, thì bây giờ mà mình phân tích ra là lộ tâm nào sanh, lộ thành thiền nào sanh lên cho vị nào á, thì nó sẽ hơi khác một chút xíu. Tức là ví dụ bây giờ nói đối với lộ đắc sơ thiền, để mình nói chung luôn cả là thiện với vô ta di tác, là ở đây nó sẽ sanh lên cho là những người tam nhân rồi bốn bậc thánh ở trong bảy cõi dục giới thiện thú, và bây giờ mình phải cộng thêm là 15 cõi sắc giới này. Tức là tất cả những vị phạm thiên ở trên cõi 15 cõi sắc giới này. Vì trước muốn nói sơ là ở trên cõi những cái về sắc giới nó có 16 cõi, thì ở đây mình trừ cái cõi vô tưởng ra, bởi vì cái cõi vô tưởng nó có tâm thì mình trừ cái cõi nó ra, thì 15 cái cõi còn lại đó theo cái quan điểm này nè, là những cõi đó đều có thể có cái lỗ đắc sơ thiền sanh lên. Tức là sanh lên đó rồi, những vị sanh lên đó rồi không có còn thiền nữa. Nếu những vị đó muốn nhập vào sơ thiền trở lại thì phải tu sơ thiền có cái lỗ đắc thiền này. Okay. Cái này ở đây mình phải cộng thêm là 15 cõi sắc giới vào trong đó nữa. Dạ, thưa thầy. Dạ. Yeah. Vậy nếu mà cõi chúng sanh ở cõi nhị thiền cũng phải tu trở lại sơ thiền hay sao thưa thầy? Dạ đúng, trên đó là lên đó là không còn thiền gì nữa hết. Muốn nhập vào thiền lại thì phải tu lại bất kỳ tầng thiền nào. Thì nếu mà cõi ngũ thiền thì làm vị đó phải tu lại từ sơ thiền, nhị thiền đến tứ thiền rồi mới tiếp tục tu đến ngũ thiền. Dạ đúng, trình tự nó là như vậy. Dạ. Dạ. Thì đó, từ nếu như từ đó thì mình mới thấy là trong cái lộ, một cái lộ đắc thiền đó, là cái sắc na mà rung động với dứt dòng đó, thì nó sẽ có là bốn tâm đại quả hợp trí. Và năm tâm quả sắc giới. Bởi vì năm tâm quả sắc giới này nó sẽ làm chức năng là tục sinh từ những cái vị phạm thiên từ những cõi đó. Thì khi mình vị là cái lỗ đắc thiền, cái lỗ đắc sơ thiền sanh lên thì những cái tâm đó, những cái tâm quả sắc giới đó nó sẽ làm cái nhiệm vụ đó, cái chức năng của rung động cái dòng này. Okay. Rồi. Rồi còn lại thì từ đó còn lại mình thấy là những cái lỗ khác nó giống hệt như vậy, không khác gì hết. Thì nó cũng giống hệt như trên, tức là nó cũng sanh lên trong những người tam nhân, rồi bốn bậc thánh trong bảy cõi thiện dục giới, bảy cõi dục giới thiện thú và 15 cõi sắc giới. Rồi hai cái sắc na rung động dứt dòng nó cũng được thực hiện bởi một trong những cái tâm đó, tức là bốn đại quả hợp trí và năm quả sắc giới. Tương tự như vậy đó. Mà cho đến cái lỗ đắc ngũ thiền.
nó cũng như vậy. Bây giờ mình mới qua cái lộ đáp về sơ cho vô sắc, tiền vô sắc. Lộ vô sắc một nó cũng có chuyện là gì ta? Ở đây mình nói ngắn gọn chuyện về duy tác. Ở đây là mọi người mình phải hiểu nghe, nếu những vị bậc thánh á, đối với những bậc thánh thì những cái lộ duy tác sanh lên nghe, còn đối với những người phàm đối với bậc a la hán thì cái lộ duy tác sanh lên, còn những người phàm và bốn bậc thánh hữu học thì là những lộ thiện nghe. Chứ bởi vì mình phải phân tích rõ, nếu mình nói bởi vì cái này nói chung, chứ còn mà nói riêng thì mình phải phân tích kỹ như vậy. Còn về lộ đắc vô sắc thứ nhất á, thì ở đây mình phải cộng thêm cõi vô sắc thứ nhất. Đấy, bởi vì là như mình biết là thì đó, bởi vì như quý vị theo cái quan điểm này là cái vị phạm thiên vô sắc ở cõi thứ nhất này khi sanh lên vị đó là mất thiền vô sắc rồi. Cho nên vị đó, nếu vị đó muốn mà tu lại cái thiền vô sắc này á, thì vị đó phải thành thiền lại. Cho nên từ đó mình mới thấy là cái cõi cái lộ mà đắc vô sắc thứ nhất này nó cũng có sanh lên trong cõi vô sắc thứ nhất. Dạ thưa thầy, ở đây nếu mà là chúng sanh sanh vào cái cõi vô sắc rồi thì không có sắc thì làm sao quý vị này có thể tu những cái tầng thiền sắc giới trước ạ? Dạ. Thật sự thì trong kinh không có giải thích. Trong kinh không có giải thích, mà mình lấy được cái thông tin này từ cái bản nghe mà vừa rồi, cái tuần vừa rồi chỉ. Thì từ đó mình có thể suy ra rằng là vị này, bởi vì do cái tâm hữu phần của vị này là nó bắt cái bởi vì cái tâm vô sắc thứ nhất này, cảnh của nó là gì? Cảnh của nó là sự vắng mặt của cái quan tướng, đúng không ạ? Tức là nó bắt ý định làm cảnh thì nó bắt cái sự vắng mặt của cái quan tướng, tức là cho nên nó gọi là không không vô niên xứ, tức là bắt cái khoảng không, cái khoảng trống mà bị giữ bởi cái quan tướng đó. Thì từ đó mình có thể suy ra rằng là do vị này, cái tâm hữu phần của vị này á bắt cái đối tượng đó, cho nên vị này có thể bằng cách nào đó, cái này hiện tại tới giờ cũng chưa tìm ra cái nguyên nhân, bằng cách nào đó vị đó có thể bắt được cái đối tượng đó, cái đối tượng mà tâm hữu phần của vị đó bắt. Chứ vị đó không có đi qua cái trình tự là tu từ tiền vô sắc trở lên lại, bởi vì như chị nói đó, trên này nó không có sắc giới nữa, nó không có sắc nữa, cho nên vị đó không có thể tu trình tự như vậy được, mà vị đó bằng cách nào đó bắt trực tiếp luôn ngay cái khái niệm là sự vắng mặt của cái quan tướng hay lập tức luôn. Nó là như vậy. Dạ, chị rõ chưa? Dạ. Dạ. Dạ, thưa thầy, vậy cũng giống như là mấy bài học kỳ trước mà thầy giảng về cái lộ vô sắc độ thiền, vô sắc này, những cái tâm thiền mà nếu mà tâm tầng thiền đắc được tầng thiền cao thì cái tầng thiền thấp sẽ biến mất. Cái này là nó, dạ, cái này là nó, cái đó là đối với, bởi vì sao hiện tại là mình cũng chưa học tới cái lộ thiền diệt nữa. Cái trường hợp mà chị nói là khi mà cái tầng thiền cao hơn, cái tầng thiền thấp mất đi, cái đó nó áp dụng cho những cảnh mà những cái cõi vô sắc giới, chứ nó không có áp dụng cho những cõi thấp hơn. Tức là nếu như những vị mà ở dục giới hoặc là sắc giới mà đắc thiền, thì những cái tầng thiền thấp vị đó đắc sẽ không có mất. Ví dụ như bây giờ như mình nói, nhưng mà ở những vị phạm thiền, ở ví dụ như mình nói ở cõi tam thiền đi, thì vị đó là tu mà đắc lại, vẫn đắc lại được tam thiền, đắc lại tứ thiền đi, bởi vì cõi tam thiền những vị tam thiền tứ là có tứ thiền trong đó, thì những cái tầng thiền vị đó tu là phải tu từ sơ thiền trở lên cho tới tứ thiền. Thì như khi mà vị đó đắc được tứ thiền rồi á, thì những cái tầng tầng thiền thấp hơn không có mất.
tức là vị đó vẫn có khả năng nhập vào 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 sơ thiền trở lại được. Rồi ví dụ như bây giờ nói vị đó luôn đi, cái vị Phạm Thiên ở tam ở cõi tam thiền, những vị vị đó nếu vị đó tu mà đắc lên tới tầng thiền không vô biên xứ, tức là thực thiền vô sắc rồi, thì vị đó vẫn có thể nhập được từ sơ thiền cho lên đến đến tầng thiền vô sở hữu không vô biên xứ. Tức là những vị nào mà ở dục giới và sắc giới thì khi tu thiền lên rồi tới một cái tầng mức nào đó thì sẽ không mất những cái tầng thiền thấp hơn. Nhưng đối với những vị ở trên cõi vô sắc giới thì điều đó không có xảy ra. Những vị đó trên cõi vô sắc giới rồi tu thiền thiền cao hơn á, tầng thiền giới không có còn nữa. Dĩ nhiên những vị đó những vị dĩ nhiên những vị đó không có những tiền tầng tiền sắc giới là chuyện đã đành rồi, còn những tầng tiền vô sắc cũng có luôn. Thì cái trò thắc mắc là giống như là cái chúng sanh ở cõi phi phi tưởng xứ mà muốn tu tập giống như là thì phải lấy cái đối tượng là cái tầng thiền thứ ba vô sắc là đối tượng, thì cái tâm đó khi mà đắc phi phi tưởng xứ thì là cái tâm thứ ba nó đã mất rồi, thì làm sao lấy cái đó làm đối tượng được thưa thầy? Thì giống như nói phân tích như giải thích cho chị lúc nãy đó, tức là bởi vì cái tâm hữu phần của vị đó, cái tâm hữu phần của vị đó là tâm vô phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, đúng không ạ? Cái tâm quả đó nó bắt cái tâm vô sở hữu xứ làm cảnh, thì bằng cách nào đó vị đó có thể thấy được cái đối tượng đó thông qua cái tâm hữu phần của vị đó. Bởi vì cái tâm hữu phần của vị đó vẫn bắt cái tâm không vô biên không vô sở hữu xứ làm cảnh. Dạ thì đó nó sẽ bắt cái đó đó, chứ nó không phải, bởi vì như chị nói đúng là bởi vì lúc đó là cái tâm thiền thứ ba vị đó không có đặt, không có nhập vào được cái tâm thiền thứ ba nữa, nó không có còn nữa. Nhưng mà cái tâm thiền thứ ba đó nó vẫn là đối tượng của tâm hữu phần của vị đó. Còn cái trường hợp mà cái vị đó đang tu thiền chỉ mà chuyển qua tu thiền quán là xong rồi trở lại thành là vị A-la-hán rồi. Lúc mà trở lại tu thiền chỉ mà nói là lấy cái đối tượng nào là cái đối tượng để vị A-la-hán nhập thiền, thì đối tượng là tâm thiền là thiền hay là tâm thiền duy tác, thì cái nếu mà mình cho ví dụ là cái vị này là đang là tầng thiền thứ hai mà tu vô sắc giới mà tầng thiền thứ hai xong rồi dừng ngay chỗ đó rồi chuyển qua tu a la há tu quán thì là đắc đạo đắc a la hán rồi trở lại tu thiền chỉ, thì lúc lúc này á vị này đã có cái tầm thiền thứ hai duy tác của vô 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 sắc. Mà cái tâm đối tượng của cái thiền thứ hai này á là cái tâm quả duy tác hay cái tâm duy tác vô sắc thứ nhất hay là tâm thiệt vô sắc thứ nhất, thì nếu mà vị này không nhập vào cái tâm duy tác vô sắc thứ nhất thì vị này sẽ không có cái tâm vô sắc duy tác thứ nhất làm đối tượng, thì lúc này cái tâm vô sắc thứ nhất cũng đã mất từ lâu rồi, làm sao mà như là vị này từ vị đang tu thiền chỉ xong mà nhảy qua tu thiền quán rồi trở lại tu thiền chỉ, thì làm sao mà cái tầng thiền vô sắc thứ nhất duy tác còn đó để cho vị này nhập vào để có đó có thể lên sanh lên làm đối tượng cho cái vị A-la-hán này thưa thầy? Bây giờ ok, cái câu trả lời cho câu hỏi của chị ấy, tức là cái nào nó có gọi là available thì cái đó sẽ là đối tượng. Thì bây giờ mình cứ nghĩ đi, nếu như trong trường hợp của cái vị như kia theo như chị nói đó, tức là cái vị này á là ở trên trên cõi vô sắc rồi, đúng không ạ? Ở trên cõi vô sắc rồi mà là ví dụ như mình nói vị đó trên cõi vô sắc rồi mà tu bây giờ là không có tu, ok hai trường hợp thì bây giờ mình nói tu thiền chỉ trước đó, bây giờ mình lấy loại cụ thể luôn, nếu như vị đó ở trên cõi phi tưởng phi phi tưởng
thì vị đó chỉ có thể tu thiền chỉ phi tưởng phi phi tưởng, đắc đắc cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng mà thôi. Thì bây giờ trong hai trường hợp thứ nhất vị đó chưa phải là A-la-hán, rồi bắt đầu vị đó là tu thiền chỉ trước đắc được phi tưởng phi phi tưởng xứ, đúng không ạ? Thì khi mà đắc được phi tưởng phi phi tưởng xứ đó thì lúc đó cái tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ đó nó là tâm thiện, đúng không ạ? Rồi đó vị đó mới quay lại đi quán cái tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ đó, đắc được a la hán. Rồi đắc được a la hán thì lúc đó là cái đối tượng quán của nó là tâm đó là tâm thiện, bởi vì khi đó là vị đó chưa đắc đắc a la hán mà vị đó là vẫn còn là vị thánh hữu học hoặc là tầm nhá, vị thánh hữu học còn vẫn vị thánh hữu học. Cho nên cái tâm mà cái tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ của vị đó khi đắc nó là tâm thiện. Cho nên lúc đó cái đối tượng mà để cho vị đó mà cái đối tượng của cái tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ đó nó sẽ là cái tâm thiện. Thì đó. Rồi còn nếu như bây giờ mình cái trường hợp thứ hai là nếu như mà vị đó tu thiền quán trước, đúng không ạ? Nó tu thiền quán trước thì bây giờ cái chuyện này nó phức tạp. Bây giờ mình nói tu thiền quán trước, lúc đó vị đó chưa có tắt thiền gì hết trơn á. Bởi vì lúc đó là trên như nói đó, là trên cái vị này là ở cõi phạm thiền, vị đó chỉ có thể đắc được phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thôi. Nhưng bây giờ vị đó không có, chưa tu thiền chỉ, cho nên vị đó không có thiền gì hết. Thì khi quán vị đó chỉ có thể quán danh sắc mà thôi. Rồi sau đó sau khi đắc được A-la-hán rồi, đúng không ạ? Rồi bắt đầu vị đó mới bắt đầu là tu thiền, thiền để đắc phi tưởng phi phi tưởng. Thì lúc đó bây giờ mình vô trong cái trường hợp này, thì khi đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng thì bây giờ vị đó phải bắt cái tâm thiền thứ ba làm cảnh. Thì bởi vì vị đó không có cái tâm thiền vô sắc thứ ba thì vị đó phải dựa vào cái gì mà gọi là available cho vị đó, tức là cái đối tượng mà cái tâm sở hữu, cái tâm hữu phận của vị đó bắt, thì lúc đó nó vẫn là tâm thiện, chứ nó không phải là tâm duy tác. Tại sao là tâm thiện đó thưa thầy? Dạ bởi vì sao? Bởi vì cái tâm, cái vị đó sanh lên ở cõi phi tưởng phi phi tưởng vì khi lúc vị đó chưa phải là thánh A-la-hán. Dạ. Thì khi vị đó sanh lên thì tức là khi ở những cái cõi dưới á, những cái cõi dưới vị đó tu đắc được phi tưởng phi phi tưởng thì cái đối tượng của tâm phi tưởng phi phi tưởng đó nó vẫn là tâm thiện, bởi vì lúc đó vị đó chưa phải là A-la-hán. Thì bây giờ khi mà lên này sau khi đắc thành A-la-hán rồi, vị đó vẫn bắt lại cái đối tượng đó, tức là cái đối tượng mà của cái tâm hữu phần của vị đó, thì cái đối tượng của cái tâm hữu phần của vị đó nó vẫn là tâm thiện. Dạ, bởi vì vị đó chưa bao giờ có cái tâm gọi là cái tâm vô sở hữu xứ duy tác hết, vị đó chưa bao giờ có hết, cho nên nó không thể nào mà làm cảnh cho vị đó được. Nhưng mà nếu mà vị đó ngay tại đó mà vị đó tu quán tu thiền quán và đắc a la hán thì cái tâm bây giờ thì nó mà nó quán cái nào, nó chỉ bởi vì khi mà vị đó ở trên khi vị đó trên phi tưởng phi phi tưởng rồi, vị đó không có thiền gì hết. Theo cái quan điểm này, khi mà vị đó lên đó là không có còn một cái tầng thiền nào hết, cho nên bây giờ vị đó quán chỉ là quán danh sắc mà thôi, vô danh sắc bình thường, chứ không thể quán cái tâm thiền, cái tâm vô sở hữu xứ được, bởi vì vị đó không có cái đó, làm sao mà quán được ạ? Cho nên nói như vậy thì lúc đó là cái tâm mà cái tâm thiền sau khi thành A-la-hán rồi, vị đã bắt đầu tu để mà đắc phi tưởng phi phi tưởng, thì cái đối tượng mà để đắc phi tưởng phi phi tưởng của vị đó chỉ là có thể là tâm thiện mà thôi, bởi vì vị đó chưa bao giờ có cái tâm mà vô sở hữu xứ mà là tâm vi tác hết. Cái tâm đó nó không có available cho vị đó, cho nên vị đó không thể nào mà
bắt cái đó làm cảnh được. Nghĩ coi như là vị A-la-hán vẫn phải xài cái tâm thiện chứ không xài tâm vi tác trong không, cái trường ở đây hợp mình đó. mình đang nói đối tượng chứ mình không có đó đối tượng chứ không phải là tâm. Tâm của vị đó là dĩ nhiên nó phải là tâm vi tác, tức là lúc đó vị đó cái tâm của vị tâm cái tâm thiền phi tưởng phi tưởng của vị đó là tâm vi tác, nhưng mà đối tượng của nó lại là tâm vô sở hữu xứ mà là tâm thiện. Thì đó. Cảm ơn thầy. Ok rồi, bây giờ ok, bây giờ lục đắc vô sắc thứ nhất là mình cộng thêm cái cõi vô sắc thứ nhất. Rồi. Như vậy thì hai cái sắc na rung động và chiếc dòng này thì mình sẽ cộng thêm là dĩ nhiên nó có là bốn đại quả thực trí và năm quả sắc giới. Rồi mình phải cộng thêm một cái quả vô sắc thứ nhất nữa. Rồi thì những cái trên thì nó sẽ tương tự thôi, những cái lộ vô sắc hai thì nó cũng thiện và vi tác, thì là nó cộng thêm cõi vô sắc hai. Thì như vậy cái rung động và dứt dòng của nó cũng là giống như trên mà nó cộng thêm quả vô sắc hai. Thì tương tự như vậy cũng số 3 và số 4 mình cũng cộng thêm một cái đó thôi. Thì lộ đắc vô sắc 3 thì nó cộng thêm cõi vô sắc 3 và rung động dứt dòng là cộng thêm quả vô sắc 3 từ lộ đắc vô sắc 4 thì cộng thêm cõi vô sắc 4 và rung động và dứt dòng thì cũng cộng thêm quả vô sắc 4. Okay. Thì nó chỉ là như vậy. Dạ, rồi mọi người mình có hỏi gì không ạ? Dạ, thưa xong ạ. Ok, vậy là như vậy là coi như mình xong được, toàn bộ mình xong được cái lộ đắc thiền. Lộ thiền là như vậy. Rồi, bây giờ mình qua cái tiếp theo là lộ nhập thiền. Rồi, bây giờ qua lộ nhập thiền. Lộ nhập thiền thì nó tương tự như trên, không có khác gì nhiều hết trơn. Ở đây dĩ nhiên nó cũng có hai lộ, tức là dành cho hai hạng người, nó cũng giống y như trên đó, là người độ căn và người lợi căn đó. Thì đối với vị mà độ căn thì nó cũng như trên, nó là tức là cho hành giả có tuệ quyền yếu. Vậy như hồi cùng nhắc lại nè, mà nói tuệ quyền yếu này là yếu so với người lợi căn nghe. Chứ những vị mà những vị này dĩ nhiên là không có yếu rồi. Tuệ quyền của những vị này rất là mạnh. Còn đối với vị lợi căn thì như nó không có cái sắc na gọi là chuẩn bị đó. Rồi thì đó, nó cũng có hai cái lỗ. Thì cái điểm duy nhất nó khác ở đây là mình thấy trên cái lỗ đắc thiền nó chỉ có một sắc na thiền mà thôi.
và dưới này nó có xảy ra nhiều sát na thiền, tức là lúc này là vị đó đang an trú ở trong thiền đó. Cái số lượng mà những cái tâm 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 thiền này sanh lên nó tùy thuộc vào cái ước muốn của vị đó. Bởi vì thường thường đó, trước khi mà nhập vào thiền này là vị đó sẽ ước muốn là à, nguyện cho tôi được an trú trong thiền trong 1 tiếng đồng hồ, hoặc là một ngày, hoặc là có thể tới 7 ngày, tùy theo vị đó. Thì khi mà vị đó nhận an nguyện như vậy xong rồi, vị đó mới nhập vào vào thiền. Nhập vào thiền thì lúc này là vị đó sẽ ở an trú trong trong khoảng thời gian đó. Thì những cái chuyện mà vị đó có ở trong toàn bộ cái thời gian hay không á, thì nó còn tùy thuộc vào cái khả năng của vị đó nữa. Bởi vì á, à, lát nữa là mình sẽ nói tới có năm cái yếu tố, là mình gọi là năm cái sự tinh thông về thiền mà vị đó phải thực hành sau khi đắc thiền. Từ từ mình sẽ nói tới cái đó sau. Thì ở đây cũng nói là cái số tâm thiền sanh lên nó tùy thuộc cái thời gian vị đó an trú ở trong thiền. Rồi. Dạ thưa thầy. Dạ. Dạ, ở trong cái lộ nhập thiền này, cái tâm động tốc thứ tư là chuyển tộc á, ở đây thì mình đâu có tộc dòng tộc nào mình cần phải khắc phục ở đây phải không thưa thầy? Mình đã từ phàm qua đến đáo đại rồi. Là dục giới. Dạ, cái điểm này thì nó hơi tí tế một chút xíu, bởi vì theo như mình hiểu thì cái chuyện mà, bởi vì như mình hiện tại mình đang học là lộ, mình đang học về là động lực kiên cố, thì động lực kiên cố nó cũng có 2 phần là thiền và đạo quả. Thì đối với thiền á, thì ở đây cái sắc na này giống như là nó, bởi vì sao vị này vẫn còn là phàm, tuy rằng nói là vị này đắc thiền hay không thiền thì vẫn còn là người phàm. Thì ở đây nó chỉ muốn nói là ở đây nó đi từ những cái giới hay sắc giới, dạ, những cái động lực ở bên chỗ này nó là động lực dục giới, nó đi qua cái động lực sắc giới, động lực ở trên động lực kiên cố. Thì cái này nó muốn nói tới như vậy. Cái này giống như là một cái cầu nối á, để cho nó đi qua từ bên cái lục giới đi qua cái sắc giới. Còn sau này khi mà mình học vào cái lộ mà đắc đạo á, thì cái đó là nó rõ ràng sau khi vị đó mà đi qua cái đắc được cái tâm đạo rồi, vị đó không còn là phàm nhân nữa. Cho dù sau cái lộ đó rồi vị đó có những tâm gọi là tâm động lực dục giới sanh lên, nhưng vị đó vẫn là thánh nhân chứ không còn là phàm nhân nữa. Theo Hùng hiểu, cái khái niệm đó nó khác ở cái chỗ đó. Bởi vì sau này khi mình học tới cái lộ đắc đạo, rồi sau đó sau cái lộ đắc đạo đó mình ra cái lộ gọi là cái lộ nhập thiền quả đó. Thì cái lộ nhập thiền quả đó, nó cũng có những cái sát na sanh lên, nhưng lúc đó mình không gọi là Gotrabu, mình không gọi là chuyển tộc nữa, mà mình sẽ gọi là cái sát na vũ tịnh. Bởi vì lúc đó vị đó không có chuyển tộc nữa, không có thay đổi dòng tộc nữa. Cái ý nghĩa dòng tộc nó hơi khác ở chỗ này một chút xíu. Thì đó là cách theo cái dòng kiểu là như vậy. Vì như trong những kinh sách ghi những cái lộ trình tâm ấy, ngay chỗ này á, những các vị vẫn ghi là Gotrabu, chứ các vị không có ghi là Vulana, tức là vẫn là chuyển tộc, chứ các vị không có ghi đó là vũ tịnh. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi, ok. Giờ nó là như vậy. Rồi còn bây giờ mình phân tích từng cái cụ thể thì nó giống hệt như ở trên cái lỗ đắc thiền, không có khác gì hết trơn á. Ở đây thì cũng như vậy nè, nó cũng là rung động tiếp dòng, nó cũng là 13 tâm, với quy mô nó cũng là 1 tâm làm chức năng như vậy. Rồi cái tâm chuẩn bị nó cũng là như vậy, rồi cái tâm cận hành nó cũng là như vậy, cái sắc na thuận thứ nó cũng là như vậy, sắc na chuyển tập nó cũng là như vậy. Rồi tâm thiền đó cũng là 1 trong 18 tâm. Rồi từng tâm thiền nó cũng bắt đối tượng như vậy, nó có khác gì, nó giống hệt chi như vậy. Chỉ có là cái điều khác là nó có nhiều tâm sanh lên. Rồi cũng tương tự như vậy, ở đây là động lực dục giới thọ hỷ là đi cùng với động lực đáo đại. Cái này như lần trước mình học rồi đó, nó cũng y như vậy.
Rồi ở đây nó cũng có hai chế độ, nhưng dĩ nhiên nó không phải xảy ra trong 6, 5, 6 sát na mà nó xảy ra rất nhiều sát na, bởi vì trong này thì nó sanh lên rất là nhiều. Rồi cũng có 27 tâm có thể sanh lên, nó cũng giống hệt, nó có khác gì hết. Thì chỉ có cái điểm khác ở dưới này là, thì ở đây nó cũng là hai hạng người, nhân với chính tâm thiền cũng là hai thiện duy tác, nó cũng là có 36 lộ, nó cũng có 36 lộ là nhập thiền. Rồi thì đã nói rồi đó, cái số nhiều nói đó, cái số sát na thiền thì nó tùy thuộc vào cái ước muốn của hành giả là an trú trong thiền bao lâu, thì cái số sát na thiền nó sẽ nhiều như thế nào. Rồi cái lộ phản kháng cũng vậy, lộ phản kháng nó cũng giống y như lộ ý môn thuần túy chấp động lực, không có khác gì hết. Rồi bây giờ qua bên cái số lộ phản kháng á, thì nó cũng giống như vậy, thì cũng sơ thiền nó sẽ có 20 lộ, nhị thiền nó có 16, tam thiền nó có 12, tứ thiền nó có 8, và ngũ thiền là 40, thì tổng số nó cũng là 16 lộ. Rồi cái đó là nó giống hệt, không có khác gì hết. Bây giờ mình chỉ đi qua những cái điểm là cái điểm khác của nó. Đó, cái điểm này như lúc nãy Hùng nói rồi đó, tức là các chúng sanh chứng đắc thì trong các cõi dục, và các cõi sắc giới thì có thể nhập vào tất cả các tầng thiền, tức là có thể lên đến tới 9 tầng thiền, có thể đến 9 tầng thiền tùy theo cái số tầng thiền bị đó đó. À, đã chứng đắc. À, ví dụ như nói ví dụ như lúc nãy đó, ví dụ như một vị mà ở cõi bây giờ sơ thiền thì vị đó tu đắc hết cho tới ngũ thiền, thì vị đó có thể nhập tắt lên tới phi tưởng, thì vị tưởng thì vị đó có thể nhập từ sơ thiền tới phi tưởng, phi tưởng. Nếu vị đó ở cái ngũ thiền, ở cõi tứ thiền, thì vị và mà đắc tế tới đi lên tới phi tưởng, thì vị đó có thể nhập được từ sơ thiền cho tới ngũ thiền sắc giới, rồi đi lên tới cho tứ thiền vô sắc, có thể nhập được tất cả. Cái đó là đối với những chúng sanh mà ở trong cõi dục với cõi sắc giới thì có thể làm được như vậy. Nhưng mà chúng sanh trong các cõi vô sắc thì chỉ có thể chứng chứng ở đây tức là tu đắc á, chứng đắc và nhập vào những tầng thiền ngang bằng và cao hơn. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái cõi thiền sơ vô sắc thứ hai đây, tức là cõi thức vô biên xứ đó, thì những vị ở cõi thức vô biên xứ chỉ có thể đắc và nhập vào ba tầng thiền, tức là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ mà thôi. Vị đó không thể tu và nhập vào tầng thiền không vô biên xứ được, bởi vì tầng thiền không vô biên xứ nó thấp hơn, vị đó không thể tu được. Đó là cái điểm khác mình cần phải chú ý. Rồi cái đó là một điểm. Rồi như Đức Giải nói đó là nói về năm cái sự tinh thông, tức là trong 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 như trong Thanh Tịnh Đạo nói đó, là khi mà một vị nào đó mà tu đắc thiền rồi á, không nên nhập vào thiền đó ngay lập, không nên tu tầng thiền cao hơn ngay lập tức. Ví dụ như vị đó tu sơ thiền xong rồi, đắc sơ thiền xong rồi, là không nên là hấp tấp là tu nhị thiền ngay lập tức. Bởi vì nếu như mình có tu thì nhị thiền ngay lập tức á, mà không có tu luyện nhập vào tầng thiền sơ thiền cho nhiều á, thì vị đó sẽ mất đi cái khả năng nhập vào sơ thiền. Cho nên là cái trong 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 kinh sách mới khuyên là người nào mà tu thiền xong rồi á, thì phải cần tu tập năm cái sự tinh thông thuần thục đối với tầng thiền đó, sau đó rồi mới bắt đầu tu thiền cao hơn. Thì ở đây mới có năm cái sự
sự tinh thông ở đây là cái thứ nhất cân được gọi là cái này, thì bởi vì dịch ra thì nó rất là dài dòng, trên cái từ Pali thì nó ngắn hơn, nhưng mình biết cái từ Pali trước nó gọi là Awachana Wasita. Tinh thông này là Wasita. Awachana Wasita đây nó là cái sự tinh thông trong việc hướng về, trong sự hướng về. Ở trong đây trong sự hướng về ở đây ấy, ý muốn nói tới hướng về từng chi thiền một. Những cái sự tinh thông này tức là bởi vì sao? Mình nói lúc nãy đó, thì sau khi mà đắc thiền xong rồi hoặc là nhập thiền xong rồi á, là vị đó thường thường là phải làm phản kháng, tức là phải nhìn lại, quán lại những cái gì mình đã đắc. Thì những cái sự tinh thông này là nó có liên quan, nó có liên quan tới cái sự về quán chiếu lại. Thì ở đây nói là sự tinh thông trong việc hướng về, ở đây là ý muốn nói là nó liên quan tới cái lộ mà cái lộ phản kháng, tức là phản kháng lại những chi thiền đó. Tức là trong việc hướng tâm đến từng chi thiền. Thì cái này là nó muốn ám chỉ tới khả năng của tâm hướng ý môn. Tức là tâm hướng ý môn nó sẽ hướng cái dòng tâm thức phản kháng đó tới cái chi thiền đó, nó phải bắt cái chi thiền đó làm cảnh để nó quán lại cái chi thiền đó. Thì cái khả năng này đó, sau khi mà nhập thiền, xuất thiền ra là vị đó phải nhập vào những cái lộ ý môn thuần túy đó đó. Và khi nó quán lại từng chi thiền đó, thì ở đây là muốn nó ám chỉ tới cái khả năng của tâm hướng ý môn ở trong cái lộ tâm đó. Rồi. Thưa thầy. Yeah. Thưa thầy, cái chi thiền mà ở đây mà mình phản kháng lại chi thiền á, thì là mình phản kháng cái ví dụ như là mình cái vị này đang là nhị nhị thiền nhập vào, như là vị này đắc thiền xong rồi có cái lộ mà phản kháng chi thiền, thì là nếu mà nhị thiền thì không có cái chi tầm, thì là vị này chỉ phản kháng là nhìn lại bốn cái chi thiền tứ hỷ lạc định thôi, hay là? Dạ đúng rồi, nó chỉ ở trong cái tầng thiền vị đó vừa mới xuất ra đó. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Rồi cái sự tinh thông thứ hai nó gọi là Sammapaccana Wasita. Ở đây là muốn nói cái sự tinh thông trong việc nhập thiền, tức là muốn nói tới cái tính mà dễ dàng nhập vào, tức là muốn nhập là nhập liền, chứ không có nhiều vị rất là khó nhập thiền. Thì ở đây là cho nên trong quá trình sau khi mà đắc thiền xong rồi á, là phải nhập vào thiền lại, nhập sao mà muốn nhập một cái là nó nhập ngay lập tức liền. Tại đây muốn nói như vậy, tức là có sự tinh thông trong việc nhập thiền. Tức là ý muốn nói ở đây là những cái tâm hữu phần á, nó phải ít giữa những cái lộ tâm. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là vì đó đắc thiền xong rồi, tự nhiên sau đó là có những cái lộ tâm, rồi lộ tâm ý môn thuần túy nó sanh lên, rồi có khởi lên cái ý muốn là nhập thiền liền, thì những cái tâm thủ phần sanh lên sau khi có cái ý muốn đó nó phải là ít thôi, không có nhiều. Tức là cái khả năng nhập, và khi mà khởi lên cái ý muốn nhập lại là nó nhập ngay lập tức liền, nó rất là nhanh. Thì ở đây muốn là nhập vào dễ dàng là như vậy. Rồi cái sự tinh thông thứ ba nó gọi là Adhyana Wasita. Là ở đây muốn nói tới cái gọi là cái tính quyết định. Tính quyết định là trú ở trong thiền bao lâu đó, trụ bao lâu. Tức là bây giờ như vị nói ước muốn là trụ trong đó một tiếng đồng hồ, dĩ nhiên ban đầu dĩ nhiên không có phải đúng một tiếng đồng hồ nó xuất đầu. Nó có thể là trước một tiếng hoặc sau một tiếng. Rồi vị đó cứ như vậy, cứ cố gắng nhập vào
cho cái tập cho tới khi nào mà nó một tiếng là đúng y một tiếng đồng hồ như vậy, thì lúc đó là sau khi vị đó đạt được như vậy rồi thì lúc đó mới nói là vị đó đạt được cái sự tinh thông về tính quyết định này, thì cái đó là nó muốn chỉ tới cái yếu tố đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nó gọi là Uttana Vasita. Uttana Vasita đây là muốn nói tới là trong việc xuất hiện. Thì thật ra cái này nó cũng liên quan tới, nó hơi liên quan tới cái yếu tố thứ ba. Là ở đây muốn nói là muốn xuất lúc nào là xuất ngay lập tức. Còn ở, ở trên này á, là hai cái này hơi khác một xíu. Ở trên này là muốn nói là muốn ở một tiếng cũng được, muốn ở hai tiếng cũng được, muốn bao lâu đó thì tùy. Còn ở dưới này mà ví dụ đã nói một tiếng ra là phải ra ngay đúng một tiếng. Còn ở trên này là muốn nói là bây giờ nhập một tiếng cũng được, nhập hai tiếng cũng được. Thì nó hơi khác một chút xíu là như vậy. Tức là xuất hiện theo thời gian định trước, theo thời gian đã định trước. Rồi, cái đó là cái thứ tư. Cái thứ năm á, là nó gọi là bát cháo quét ca na quá si ta, tức là ở đây là nó cũng là trong việc phản kháng. Thì cái này á, nó cũng hơi giống với cái thứ nhất, mà nó khác ở một chỗ là ở đây muốn chỉ cho những cái động lực. Tức là những cái tâm động lực ở trong cái lộ phản kháng đó, nó bắt những cái chi thiền đó một cách, nó nhìn quán những cái chi thiền đó một cách rõ ràng. Ở trên cái thứ nhất đó, là nó muốn ám chỉ tới cái khả năng của tâm hướng ý môn, tức là hướng dòng tâm thức tới những cái chi thiền đó. Còn cái cuối cùng này là muốn ám chỉ những cái động lực ở trong cái lộ đó, những cái động lực trong cái lộ đó đó, nó phân tích, nó quán những cái chi thiền đó một cách rõ ràng. Thì đó là năm cái sự tinh thông mà vị đó cần phải tu luyện trước khi mà tu lên đến bậc cao hơn, tu lên cái tầng thiền cao hơn. Thì đó là năm cái sự tinh thông. Dạ. Yeah. Rồi mọi người mình có hỏi gì không ạ? À, thưa thầy. Dạ. Yeah. Khi mà phản kháng lại thì dùng những cái tâm động lực đó, có phải dùng cái tâm mà vị đó mới đắc ra không thưa thầy? Dạ không. Thì như ông nói là những cái lỗ phản kháng này là những lỗ ý môn thuần túy, mà những lỗ ý môn thuần túy thì động lực của nó là động lực dục giới. Mà động lực dục giới cụ thể ở trong này nó là những cái nó tán cái tâm đại trị, hoặc tán cái tâm đại quả. Nó tùy thuộc vào nếu vị đó mà cầm nhân hoặc là ba thánh hữu học thì nó sẽ là tám tâm đại thiện. Còn nếu như vị đó mà là thánh A-la-hán thì nó sẽ là một trong tám tâm đại quả, tám tâm đại vi tác. Dạ, cảm ơn thầy. Tức là có luôn cả hợp trí và vi trí. Dạ đúng, bởi vì cái này là chỉ là phản kháng thiền, chứ nó không phải là phản kháng đạo quả. Sau này mình học phản kháng đạo quả thì nó phải là tâm hợp trí. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, ok rồi, đó là như vậy. Như vậy là mình xong với là xong được cái phần về nhập thiền. Như vậy là mình xong được hai cái, là mình xong được đắc thiền và nhập thiền rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua lộ đắc đạo. Ok, lộ đắc đạo thì như mình biết đó, là nó có bốn là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Okay. Rồi. Như mình biết là mỗi cái đạo này á, là lại nó lại có gọi là năm tầng thiền. Như mình nói trước là bởi vì cái sự tương tự của nó đối với những tầng thiền đó, những cái chi thiền ở trong đó nó tương tự với những tầng thiền đó, cho nên là sẽ có thêm năm tầng thiền nữa. Okay. Cho nên là mình có đó năm tầng thiền. Rồi ở đây nó cũng tương tự, nó có hai hạng người, tức là độ căn và lợi căn.
Ok. Cho nên nó sẽ có tất cả là 40 lỗ đắc đạo. Đó là cái xây điểm trước 40 lỗ đắc đạo. Rồi. Cái thứ hai. Cái điểm thứ hai á, là dĩ nhiên ở đây nó đắc đạo á, thì cái này nó có liên quan hơi tới cái phần về thiền quán, tức là như mình biết nó sẽ có hai cái phương thức đạt đến trạng thái siêu thế, hai phương thức. Thứ nhất á, là nó gọi là Samatha Dhyanika, là cái gì gọi là cổ xe tiền chỉ, để nói cổ xe tiền chỉ. Và cái thứ hai nó gọi là quý pháp pha na Dhyanika, là cổ xe tiền quán. Hai cái quý Vipassana này và Dhyanika này á, cũng có thể có cái tên gọi là, nó gọi là Sukha Vipassaka này, tức là mình gọi là thiền thô đó, à, gọi là hành minh minh sắc thô đó. Thì ở đây muốn nói là cái mà Samatha Dhyanika, tức là cổ xe thiền chỉ, tức là cái vị đó trước khi mà tu thiền quán á, là tu thiền chỉ. Thì tu thiền chỉ xong rồi bắt đầu mới chuyển qua tu thiền quán. Còn cái vị mà cổ xe thiền quán á, tức là không có tu thiền chỉ mà quán ngay lập tức. Thì tuy rằng nó là khác nhau, nó có khác nhau như vậy, và thật sự khi mà quán thì dĩ nhiên nó cũng là quán quán danh sắc, nó cũng quán tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Thì phải quán tam tướng đó, sau đó vị đó mới mới tiến đến là tiến đắc đạo quả được. Rồi thì nó là hai phương thức đạt đến trạng thái siêu thế là như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là mọi người có còn nhớ ba cái giả thuyết không? Ba cái giả thuyết ôn lại hồi trước đó, mình nói là thiền nền, nó thiền quán và thiên tướng cá nhân đó. Thì ở đây cũng nhắc lại mọi người ôn lại cái đó, tức là vị đó nhập vào thiền, rồi xuất ra khỏi thiền chỉ, rồi quán thiền khác đó. Khóa một cái thiền thì nhập vào thiền thứ nhất, rồi quán thiền thứ hai. Thì có ba cái quan điểm khác nhau là cái tâm đạo tắc nó sẽ tương tự với cái thiền 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 nền, hoặc là nó sẽ tương tự với cái thiền mà vị đó quán, hoặc là cái giả thuyết thứ ba là nó sẽ giống như theo cái ước muốn của vị đó, nếu như vị đó không ước muốn là đắc cái tâm đạo quả của mình nó giống với cái thiền nền thì nó sẽ giống với thiền nền, nếu như vị đó ước là nó giống với cái thiền thiền quán thì nó sẽ giống với cái thiền quán. Đó là ba cái giả thuyết. Thì mọi người mình về ôn lại cái đó, ba cái giả thuyết là thiền nền, thì tiếng Pali, nó tiếng Pali thì mọi người gọi là ba đa ca ba đa cách cha nè, quán thì nó gọi là samasi tất chà, cái thứ ba nó gọi là cái thiên hướng cá nhân, cái này nó gọi là úc ra lát chà sa dạ. Ba cái giả thuyết đó mình ôn lại. Ok rồi dạ. Thế rồi thôi mình tạm dừng ở đây đi, tuần sau mình sẽ đi vào cái lộ sơ đạo sơ thiền. Dạ. Sa thú, sa thú, sa thú. À đi sao đi sao. Dạ. Dạ chúc mọi người được ăn vui. Dạ nhớ tuần sau mình bắt đầu lớp học trễ hơn nửa tiếng. Dạ. Dạ.